Em có dùng mấy cái loại khác mà khác nó không có được nữa. Ờ. Một tuần vậy là làm được khoảng bao nhiêu chốt? Tuần á hả? Ờ. Thì cũng tùy. Đa phần trung bình 3 chốt, 3 chốt như thế. Ngày 3 chốt à? 300 vậy hả? 300-400 vậy hả? Thì số ngày tùy đó. Chốt mà gặp những gì nhiều hơn. Ờ. Chốt gặp thì có... Em làm luôn, gặp luôn đúng không? Gặp luôn. Ờ. Gặp là em dùng máy này luôn hả? Máy này luôn. Ờ. Mà nó có cái auto scooper đi. Ờ. Cá thường thường làm bao nhiêu tiền một mét? Ví dụ gạch này đi. 5 đồng 1 mét vuông. Rồi 5 đồng 1 mét vuông. Ok, để anh biết, biết giấy xong rồi sau này anh gọi em làm. Trong đội có đứa bận, có đứa không bận đó, thôi gọi. Gạch với lấy Rollstone nữa. Rollstone là cái mấy cái đá mà ở ngoài hồ bơi rồi, ngoài sân nữa. À ngoài sân rồi. À, mấy cái đó mình phải dùng qua chắc khác đó. À. Chứ pressure wash nó không có, nó không đều. Không, không, phải dùng qua chắc. Phải có quá chắc. Tại thường thường mấy cái hồ bơi này nó cần sạch kỹ lắm, kỹ. Người ta yêu cầu kỹ lắm á. Mấy cái người nó có kỹ lắm. Tại người ta bỏ tiền nhiều làm những đá đó mà. Này là bước đầu tiên là xịt ấy đúng không? Mấy cái chỗ này em có scrub không hay là cứ lát lấy máy làm? Em đem máy scrub, có cái máy à, có máy nhỏ, ấy nhỏ hả? Máy scrub là mình làm hết luôn á. Rồi. Rồi có mấy cái scrub này là nó như màu. Ừ. Đó mình làm ra được cái nào mình ra thôi. À, có bình xăng trong kia kìa. Đây 1.500. 1.500 Mỹ. Rồi delivery về đây. Delivery 300. 300 Mỹ luôn hả? Yep. Là thành 1.800 Mỹ. 1.800 Mỹ là 2.000, 2.300 rồi. 3. 2.000 mấy đúng không? 2.500. Mình đảo hả? Yeah. Cái này nó nhẹ. Bây giờ em sử dụng máy này anh coi. Anh cái chưa thấy máy. Ừ. Nó đã mệt hơn mấy cái máy à. Chị nó bán đi. Nhà nó có cái đồ của Mỹ nè. Nhưng mà thứ em ghét, em order nó 220 mà nó giao cho em cái máy 110 nè. À, phải đổ đồ ấy không? Phải mua cái adapter. Cái converter chứ. Cái này là mục đích của nó để làm gì? Hả? Mục đích cái máy này để làm gì? Để nó đánh mấy cái bẩn của nó nè. Ờ. Thường thường là offer cho mấy cái nhà nó gọi là deep clean đó. Deep clean đúng không? Yeah. Đem lấy cái đồ nó gạt đi. Này là nó lấy hết mấy cái nào ở trong nó lấy ra hết luôn. À, nó có cái bàn chải trong không? Bàn chải này nó đánh này. Làm gạch cũng vậy, Em mở ra cho anh coi cái bàn chải. Ấy cái máy lên, coi cái bàn chải dưới đó. Ồ, oh, hai bàn chải. Hai bàn chải nó đánh ngược lại với nhau á. Ừ. Xong cái đó kia, là cái kia là nó đánh vòng vòng. Ừ. Mà nó nặng. Cái này thì nó lấy cái đồ này vô. Ừ. Nó hút luôn. Con qua chắc tôi cũng mày mà chưa luôn. Đó là mấy cái đồ. Dạ, nó đang cái đó. Đó là cái bụi bãi rồi đó, 5 ngày với lại mấy cái bụi bẩn rồi nó bám nữa, đánh lên. Cái này làm cho giặt cũng được, đánh cái chỉ cho nó nhanh lên, làm nó nhanh hơn.
coi máy này nó đánh nè, làm chuyên nghiệp không, đánh bay hết mấy cái dơ bẩn rồi này nọ lên, deep cleaning cái steam. Cái thảm á lâu ngày nó nằm Ryan bao nhiêu tuổi rồi? Em 35. 35 rồi, nhỏ hơn anh. 39, 8 mấy, 87 đúng không? Vợ con này chưa? Hai đứa vợ rồi. Rồi con mấy đứa rồi? Con một đứa. Một đứa hả? À, hồi đó cưới cô kia giá lại 50. À. Chia tay. À. Xong rồi mới cưới cô mới này à? Rồi có em bé với cô mới đúng không? Yeah. Em làm một tuần là làm 7 ngày luôn hả? Thế Nhật, bữa nay anh gọi tới làm. Bữa nay nó có cái chuyến làm tài chính của Kim hả? Kim à, ở đâu? Ở ngoài văn phòng hả? Ở Bắc Tên. À. Vòng vòng mình làm ở khu West à, có nhận job ở chỗ khác không? Nó còn xa quá. Ờ, khu West là đủ mệt rồi hả? 50 cây. Chạy mệt. Mệt. Mệt rồi. Và bữa nó xe này xuống tới Chi Lon rồi đi sao? Chi Lon cực quá. Hồi xưa anh cũng làm ở dưới đó đi lên xuống mệt quá. Đi xuống đâu hết 40 phút, 50 phút rồi. Dạ, 40 phút. Tầm 30 phút. Không được. Xong rồi chuyển về đây làm được luôn 10 năm á. Cái gym này cái hệ thống nó khỏe rồi, mình vô nghe là quốc thôi rồi, chứ không cần cực nữa. Nó biết chốt cho mình cũng đều. Ừ. Đó. Nó bồng hết mấy cái đó lên đẹp không? After we finish a lot of shit in there. Bạn thích làm một ngày busy không hay là thích làm nửa ngày hay là thích làm bao nhiêu tiếng ngày? Thì đủ full ngày là được rồi. À. Có bữa sáng nhưng giống như cái bữa chót của Lâm làm tới 9 giờ tối. Mấy giờ tới mấy giờ? 9 giờ tối. Mình tự xử hả hay làm với ai? Làm với ai? Bữa thằng Lâm nó bị. Mình biết rồi, bị trớ bộ đó. À, mà bữa Brian làm một mình hả hay làm với ai? Có bố nữa. Có ba phụ nữa. Tại cái chót nó có thảm với gạch nữa. À. Còn lâu nó không biết, nó đi báo giá gặp chủ nhà luôn anh nữa. Trời ác thiệt chứ, lông chốt đó là nó lỗ luôn á, nó không có tiền mà nó phải trả tiền. Cái chốt đó là em cũng bớt cho lông á. Ờ. Chứ đáng ra cái chốt đó là 600 mấy á. Ờ. Em nói thôi, hai em lỗ tội thôi. Chốt đó là hơn 5 tiếng rồi. Bây giờ cái đầu nó khác à? Hay là em cắn thêm cái đầu cắn vô vậy? Cái đó nó phải có cái đó nó mới hút được cái bụi lên. Ờ. Cái cây của thằng Long nó mới hút. Ờ. Ủa em nói nãy là nó hút vô không? Cái này là vừa xịt ra mà hút vô luôn hả? À nó mấy cái lỗ này nè. Tại cái kia của thằng Lâm á là nó một cái đường này. Đường thẳng luôn.
nó sẽ hút được mấy cái bụi lớn thôi, còn mấy cái nhỏ cái hơi nước nó không hút hết. Còn cái bạn cái lỗ nhỏ thì nó tạo cho nó sơ mạnh hơn thì nó mới hút cái nước lên. Làm này giống tập thử tập dưỡng sinh quá hả? Mực hơn, cực hơn này gấp trăm lần. Sáng 5 giờ làm. Ờ, 5 giờ làm tới mấy giờ nghỉ? Tới 7 giờ. Ừ. Mà thấy có hối hận 10 năm đi làm không? Hả? Nếu biết cái này trước rồi em nghĩ sao? Hồi xưa mà nếu em biết cái này trước rồi em dám làm không? Cái gì là cái gì hả? Anh lấy cái cầu đó, ở ngoài á. Thấy nhẹ nhàng không? Là giống như tập diễn sinh vậy đó. Em không miền Trung luôn, anh ngại luôn. Như bài luôn á. Em không miền Trung luôn, thằng thiết. Duyên là do mình tạo ra chứ. Trong đầu mình suy nghĩ rồi tự động mới tới à. Nhưng mà nhiều lúc có nhiều cái mình nghĩ mà mình không làm được. Ờ. Thế ngày xưa em đi cày mệt quá, về nhà ngồi nghỉ gì nữa, nghỉ. Hết sức rồi. Học điện lạnh đó hả? Hồi xưa anh qua cũng đi làm hết ngày này ngày kia, sau thấy đi làm những thời gian nó tự do, cứ đi theo người ta, mình làm giàu cho người ta. Không, nhưng mà mình cũng học được chứ không phải là không học được. Học được rất là nhiều. Em học được cái ông đó rất là nhiều. Nhưng mà em đâu có ra mở tiệm thịt được, nên cái đó nó đâu sử dụng tiếp đâu, nó uổng. Không, nhưng mà những cái kiến thức kia nữa chứ không phải kiến thức về tiền không. Đúng rồi, giống như kiểu kinh doanh rồi này nọ, làm tiếp chăm sóc khách hàng rồi này nọ đúng không, phục vụ khách hàng rồi. Nhiều lối đang đi á. Nãy giờ là làm xong phòng này rồi. Làm xong rồi xịt cho nó thơm. Thơm tho. Giống như xịt nước hoa vậy đó. Nó vậy dễ hiểu. Ông Chim cũng có đợt ông nói chuyện với anh nhiều luôn á. Anh complain liên tục luôn á. Lúc đầu á, má ơi làm hoài không ra tiền luôn á. Sao ông nói để tao giúp cho. Mới xong mấy ông nội kia mới giúp anh á. Mấy cái bạn nó lung anh á, franchise do á. Lung anh lắm. Mình mà không cần mang lên. Bỏ tiền ra mà, sợ gì. Tổng cộng mua tiền franchise với cộng thêm mấy cái tiền xe cộ rồi này nọ. Hồi xưa anh bỏ ra anh không mua chiếc xe tiện của em, anh mua chiếc xe combo của Holden á, có 400 ngàn à. Rồi xong rồi mua máy móc đồ này nọ cũng nhiều tiền lắm á. Vòng vòng đâu đó cũng 40-50 á. Làm một năm là lấy lại vốn, lấy tiền lời luôn á. Làm này đỡ cực hơn ấy ha, đỡ cực hơn Anoplit ha. Anoplit làm cực. Đúng rồi. Cậu anh bây giờ làm mấy cái văn phòng đồ cũng làm xăng banh. Ờ. Xăng banh mà tụi nó đá banh rồi xong rồi cái cuối trong nhà hả? Hay sao? Dạ. Như đáp rồi hút củ rồi lắm. Ờ. Vậy là khỏe. Với lại nhà mà nhà con tớ là nhỏ á. Ờ, nhà nó đỡ mệt hả? Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.